hay còn gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra khi nguồn cung cấp máu cho não bị gián đoạn hoặc tắc nghẽn. Người bị đột quỵ có hai dạng là vỡ mạch máu não và nhồi máu não. Tắm khuya hoặc tắm nước lạnh không thể trực tiếp dẫn tới nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Tuy nhiên, việc thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột và một vài nguyên nhân khác có thể dẫn tới đột quỵ khi tắm muộn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Khánh, khoa nội thần kinh, bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng ta thường nghe nhiều về việc tử vong đột ngột sau khi tắm khuya. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải là do đột quỵ não mà có thể là do bệnh lý về rối loạn nhịp tim có sẵn từ trước. Theo bác sĩ Khánh, hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh mối liên quan mật thiết giữa tắm khuya và đột quỵ. Theo dịch tễ học, tỷ lệ người mắc đột quỵ thay đổi theo mùa, trong đó mùa đông và mùa hè có tỷ lệ cao hơn so với hai mùa còn lại. Bên cạnh đó, nghiên cứu nhiệt độ ngoài trời và nguy cơ đột quỵ được công bố trên tạp chí Đột quỵ kết luận rằng nguy cơ mắc tình trạng này là tăng nhiệt độ lạnh và nóng, chủ yếu ở người lớn tuổi và có sẵn bệnh nền. Đồng quan điểm với bác sĩ Khánh, bác sĩ Trần Quang Đạt, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền, Đại học Y Hà Nội cho biết, việc tắm đêm ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và ban đêm, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống thấp, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ so với cơ thể. Việc ngâm trong bồn nước nóng khi trời lạnh hay tắm nước lạnh khi vừa đi từ ngoài về sẽ làm cơ thể dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt. Nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể sẽ khiến cho cơ thể điều chỉnh để thích nghi với môi trường bằng cách co mạch hoặc giãn mạch. Khi mạch máu bị co lại sẽ làm tăng nguy cơ co thắt mạch vành, xảy ra đột ngột hơn, đặc biệt là ở những người mắc bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành. Hơn nữa, khi tắm nước nóng hoặc nước lạnh trước khi đi ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn tới khó ngủ. Y học cổ truyền thì cho nó là cái chính khí nó suy giảm. Thế thì khi suy giảm ấy thì rất dễ bị nhiễm lạnh, và nhiễm lạnh thì cái đơn giản nhất chúng ta hay gặp đó là mắc các những cái thứ cảm cúm, suýt xoa ngủ, chảy nước mũi, hay là nặng hơn chút nữa thì là gây đau đầu, gây có những cái số bệnh lý. Và có nhiều các cái trường hợp là khi mà tắm đêm rồi, sau cái tắm đêm ấy thì chúng ta xuất hiện một số các cái bệnh cảnh, có thể là bị liệt dây thần kinh bảy ngoại biên, cái méo mồm này, cái mắt nhắm không kín này, vân vân. Những người mà bị nhất là có cao tuổi, có những bệnh lý của tiểu đường, của huyết áp, của sơ mỡ động mạch thì có thể là nguy cơ làm cho cái cơn co thắt mạch vành nó tăng lên, hoặc là có thể nó gây những cái co thắt mạch làm huyết áp tăng lên, dẫn đến cái tình trạng là cái cục máu còn nếu có ở trong cái thành mạch nó bong ra, nó vào thành mạch, nó đến những cái chỗ bít tắc, những cái nơi hẹp. Bác sĩ khuyến cáo không được tắm ngay khi vừa về nhà với cơ thể nóng và mồ hôi, bạn cần phải chờ cơ thể tỏa bớt nhiệt ít nhất là 15 phút. Tắm với nước không quá nóng hoặc quá lạnh nhằm tránh trường hợp cơ thể sẽ thay đổi nhiệt độ đột ngột gây co giãn mạch máu cấp tính. Không nên tắm sau 23 giờ, lau khô người, sấy khô tóc sau khi tắm, tuyệt đối không để tóc ướt khi đi ngủ. Không tắm khi cơ thể quá đau hoặc quá đói, không tắm ngay sau khi vừa ăn bữa chính. Bạn nên bỏ thói quen rội nước đột ngột từ phần đầu xuống, nhất là nước có nhiệt độ lạnh. Thay vào đó, bạn hãy làm ướt hai tay, hai chân và phần người trước. Chỉ tắm có không gian kín gió. Các bác sĩ lưu ý, bạn nên thường xuyên tập thể dục thể thao, tắm nắng sáng sớm để quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ diễn ra tốt hơn. Ngoài ra, việc đi khám tổng quát 6 đến 12 tháng là rất quan trọng để đảm bảo không có các bệnh nền. Người có tiền sử bệnh mạch vành, rối loạn nhịp cần đặc biệt cẩn thận khi tắm đêm.